Tử vi tuổi Canh Thìn 2000 năm mạng, năm 2022, thần tài mở kết ban phát lộc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 năm mạng trong năm 2022 này sẽ giúp cho các bạn sinh năm 2000 năm mạng sẽ biết được những khó khăn và thuận lợi của mình. Bởi do vận khí của con người mỗi năm mỗi khác, không có sự giống nhau giữa các năm. Thế nên bạn cần phải nắm rõ vận hạn hung cát của mình để có những bước đi chính xác nhất. Phần tử vi của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 năm mạng trong năm 2022 này sẽ luận giải cuộc sống của bạn theo 4 phương diện. Đó là tiền bạc, học tập, tình duyên và các mối quan hệ trong cuộc sống một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 năm mạng trong năm 2022 nhâm dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 năm mạng, sức khỏe bết bát. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 năm mạng, mặt tài lộc tất yếu sẽ xuống dốc. Không chỉ vậy, trong năm nhâm dần có khá ít các tinh chiếu mệnh Canh Thìn. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 năm mạng. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 năm mạng dự báo một năm có thể khá gập ghềnh. Năm nay người tuổi Canh Thìn tròn 22 tuổi, tuy không có sự khắc chế giữa tuổi Thìn và sao Thái Tuế, nhưng có nhiều sao hung tinh, nên hầu hết các tuổi Thìn đều bị các sao hung tinh hãm hại. Mặt tài lộc tất yếu sẽ xuống dốc. Không chỉ vậy, trong năm nhâm dần có khá ít các tinh chiếu mệnh Canh Thìn. Chắc chắn nam mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với năm cũ. Bạn cũng cần phải nỗ lực hơn để hóa giải vận hạn trong năm nhâm dần. Bên cạnh đó, để tăng cường thêm may mắn trong năm mới 2022 nhâm dần, những gia chủ tuổi Canh Thìn cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Năm 2022 nhâm dần, Thái Tuế Tinh Quân là hạ ngạc đại tướng quân cai quản, luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để tỏ lòng thành kính, để được Thái Tuế tương trợ, giúp cho vận trình của năm được hanh thông thuận lợi. Sự nghiệp, năm nhâm dần 2022, đường sự nghiệp của nam tuổi Canh Thìn vẫn khá lạc quan. Mặc dù vận may của bạn năm nay kém hơn năm trước, nhưng ít nhất bạn cũng được thiên quan cát tinh che chở trong việc học hành. Vì vậy, hầu hết những con giáp tuổi 22 này đều có đường học hành khá tốt. Về cơ bản, bạn vẫn duy trì được phong độ điểm số khá tốt. Tuy nhiên, Canh Thìn có thành tích học tập tốt thôi là chưa đủ, đặc biệt là dưới sự tấn công của sao hung tinh. Thìn cũng nên cố gắng thể hiện mình thật tốt ở các khía cạnh khác để chống lại hung tinh. Năm 2022 tuổi Canh Thìn nên đi chùa đầu năm, chăm phóng sinh, làm việc thiện để cho việc học hành hưng vượng, thi cử may mắn, vạn sự như ý, tài vận. Vận trình tài lộc của Canh Thìn nam mệnh trong năm 2022 nhìn chung khá ổn. Trong năm dần, Canh Thìn không chịu sự can thiệp của các hung tinh vào tài vận nên tài lộc của bạn tương đối ổn định. Tuy nhiên, do khả năng kiếm tiền của Thìn ở độ tuổi này rất kém, dù một số bạn đã và đang trong giai đoạn thực tập, nhưng thu nhập của bạn chưa cao nên khó mà dư giả. Tuổi Canh Thìn có thể tham khảo màu sắc hợp mệnh để chiêu tài vượng khí vào năm 2022, hóa giải tài lộc thất thoát, cầu tài lộc trong năm mới, tăng chỉ số hạnh phúc nhiều hơn mọi năm. Bên cạnh đó, quý gia chủ cũng cần phải luôn mang theo bên mình minh quang pháp bảo để có được may mắn và bình an. Minh quang pháp bảo là pháp khí phong thủy của nhà Phật, sử dụng lục tự Đại Minh chú và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đây chính là hai thần chú của nhà Phật giúp cho gia chủ được may mắn bình an. Đây cũng là vật phẩm phong thủy hàng đầu, chiêu tài, chiêu quý nhân để hóa giải thị phi và tăng cường cung quan lộc tài vận cho gia chủ. Tình cảm, tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 năm mạng, nhận thấy năm này bạn có thể muốn kết bạn nhiều hơn nhờ thành tích của bản thân, hoặc có thể phát triển bản thân bằng cách kèm cặp cùng với bạn cùng lớp trong học tập. Tuy nhiên, nam mệnh có thể dễ phạm phải hung tinh trong năm nay. Các mối quan hệ xã hội của bạn trở nên suy tàn hơn do bị hung tinh phá hoại. Mặt tình cảm yêu đương chịu ảnh hưởng bởi sao Thiên Khốc, sao Ưu Tư, âu sầu nên tình yêu xuống dốc không phanh. Nam mệnh thường cảm thấy cô đơn, lẻ loi, tâm lý yếu đuối, bạn rất dễ cảm thấy chán nản, phiền muộn nên càng sinh tinh ý ỉ lại.
kết giao bừa bãi với tất cả mọi người. Sống quá tự kỷ sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ của cá nhân bạn. Vì vậy, người tuổi Thìn nên điều chỉnh tâm lý, cố gắng lạc quan, vui vẻ, đừng để các sao hung tinh quấy nhiễu. Nhưng có những đối tượng và những người đã kết hôn thì lại khá may mắn. Bạn có được một mối quan hệ ổn định và lâu dài với nửa kia của mình. Năm nay không có dấu hiệu chia tay. Sức khỏe. Vận trình sức khỏe của nam mệnh Canh Thìn trong năm Nhâm Dần tương đối bết bát, bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh chiếu mệnh. Vấn đề sức khỏe của con giáp 22 tuổi rất đáng lo ngại trong năm nay. Bạn thường gặp khó chịu về thể chất và tâm lý. Nhiều bạn tuổi này thu mình hơn do ảnh hưởng của sao Thiên Khốc, thậm chí có thể bị trầm cảm. Vì vậy, nam mệnh Canh Thìn phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân, chủ động đi ra ngoài giao lưu nhiều hơn với mọi người và chăm tập thể dục để cải thiện sức khỏe, tăng cường thêm sức khỏe và tài lộc. Quý gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân. Đây chính là pháp khí phong thủy giúp tăng cường sức khỏe, chiêu mời nhân duyên, hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp bên mình, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, từ đó mà tài lộc tự đến. Hung cát, Canh Thìn bị các sao hung tinh sau quấy phá như Thiên Sát, Thổ Phù, Diên Niên, ảnh hưởng đến công danh, sức khỏe và tình cảm. Canh Thìn cần phải tăng cường cảnh giác và đề phòng trong cuộc sống. Canh Thìn có các tinh Thiên Khốc hỗ trợ trong học tập, tài sản của bạn tương đối ổn định và họ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Vì vậy, đường tài lộc của người tuổi Thìn tuy có khó khăn nhưng cũng không hoàn toàn xấu, chỉ là bạn phải đặt tâm mình lên, chăm chỉ làm việc, biết lấy cái vui trong cái khó thay vì lo lắng vô cớ mà thôi. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2022 nam mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, vận trình tài lộc tổng thể của nam Canh Thìn trong tháng đầu tiên của năm khá tốt, bị ảnh hưởng bởi không khí sôi động và sự náo nhiệt của mùa xuân. Vận trình tài lộc tương đối khả quan trong tháng này. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, thì mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Hầu hết các bạn đều có thể đạt được điều mình mong muốn, có hầu bao rủng rỉnh. Tháng 2. Trong tháng 2 âm lịch, Canh Thìn rất dễ gặp tai nạn đáng tiếc do bị sao hung tinh chiếu mệnh. Vì vậy, bạn cần phải tăng cường cảnh giác và đề phòng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, quan tâm hơn đến vấn đề an toàn sử dụng điện cháy nổ. Ngoài ra, nếu đi chơi thì cần phải tuân thủ luật lệ giao thông, không được chạy ẩu. Chạy ẩu kẻo xảy ra tai nạn không đáng có cho bản thân. Tháng 3. Vận trình tình cảm tháng này của bạn không mấy khả quan. Hung tinh sẽ quấy nhiễu bạn, tinh thần không được tốt. Bạn có thể tỏ ra lạnh lùng và cô đơn hơn. Không chỉ bạn bè xa lánh mà trong quan hệ tình cảm cũng vậy. Do bạn quá lạnh lùng nên khó mà thoát ế. Dẫu biết bạn không phải là người xấu, người tuổi Thìn nên chú ý điều chỉnh trạng thái của bản thân trong tháng này. Đừng để các sao hung tinh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Tử vi số khuyên bạn nên giữ tinh thần lạc quan, năng động, vui vẻ hết mức có thể. Vận may về đào hoa của bạn sẽ tăng lên gấp bội. Tháng 4. Tháng 4, bạn bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh. Gia đình hoặc họ hàng của bạn tháng này có điểm tang tóc, chết chóc nên hãy cẩn thận. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí u buồn này nên sắc mặt của bạn trông ảm đạm hơn, tài vận tổng thể giảm sút nghiêm trọng vì năng lượng tiêu cực. Vì vậy, khuyên nam Canh Thìn nên nhìn thoáng hơn và bớt suy nghĩ nhiều. Nếu gặp rắc rối áp lực thì nên trao đổi với bạn bè, tìm cách hóa giải cảm xúc tiêu cực. Tháng 5, vận trình học tập của tuổi Thìn trong tháng này khá thuận lợi. Nhờ ngôi sao may mắn Thiên Khốc, hầu hết các bạn tuổi này đều có thành tích tốt, có tiến bộ vượt bậc, có thể đạt được thành tích xuất sắc. Không chỉ vậy, những bạn từng bị điểm kém cũng có thể tiến bộ nhanh chóng trong tháng này, hiệu quả học tập cũng được cải thiện đáng kể, được bạn bè nể phục. Tháng 6. Vào tháng 6, nhiều bạn sinh viên sẽ tranh thủ thời gian nghỉ hè để ra ngoài làm việc. Khối tài sản của bạn có được nhờ sự cố gắng của bản thân. Đặc biệt, Canh Thìn nam mạng có hứng thú làm việc rất cao trong tháng này. Họ thường làm thêm giờ hoặc làm kinh doanh vỉa hè để tăng thêm thu nhập cho bản thân. Tháng 7, tuổi Nhâm Thìn, 22 tuổi, có sức khỏe ở mức trung bình trong tháng này. Chịu ảnh hưởng của sao hung tinh nên thể lực của Canh Thìn trong tháng này không được tốt cho lắm, thường xuyên mắc bệnh vặt. Người tuổi Thìn nên chú ý nghỉ ngơi trong tháng này. Nếu cảm thấy cơ thể không thoải mái thì nên đi khám ngay, không nên trì hoãn thời gian để tránh làm cho bệnh nặng thêm. Tháng 8. Trong tháng 8, người tuổi Thìn không bị ảnh hưởng nhiều bởi ngoại cảnh hay là sao chiếu mệnh, nên phần lớn vận khí của họ về cơ bản có thể duy trì trạng thái ổn định. Thực ra tháng 8 mùa thu mát mẻ, tuổi Thìn khá nhàn hạ và không phải lo nghĩ nhiều. Tháng 9.
Tháng 9 vận trình tình duyên của Canh Thìn cực kỳ vượng, bạn có cơ hội tốt để gặp gỡ người khác phái ưu tú và đây có thể là cơ hội tốt để bạn rơi vào lưới tình. Nếu Thìn có ý định thoát ế thì bạn nên tận dụng tháng 9 để tìm kiếm nửa kia. Tháng 10, Canh Thìn sẽ tiêu tiền nhiều hơn trong tháng này. Trong tháng 9, nhiều bạn sẽ điên cuồng mua sắm vì tâm lý ham rẻ và tháng 10 cũng vậy, dẫn đến tâm lý hoang mang do hao hụt tài chính quá nhiều. Vì vậy, người tuổi Thìn nên chú ý kiểm soát chi tiêu của bản thân trong tháng này, tiêu dùng hợp lý, không nên tiêu xài hoang phí, nếu không có thể ảnh hưởng đến tài lộc của bản thân. Tháng 11, nếu bạn đang có chiến tranh lạnh với người nhà trong thời gian trước đây, thì bây giờ là lúc để làm lành. Mối quan hệ của bạn với gia đình được cải thiện trong tháng 11. Trong giai đoạn trước, nhiều mối quan hệ giữa Thìn và các thành viên trong gia đình trở nên rất căng thẳng. May mắn thay, tháng 11 có cát tinh cộng với dịp nghỉ lễ cuối năm, nên Thìn có thể nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trong kỳ nghỉ, gia đình rất êm ấm, hòa thuận. Tháng 12, từ khóa của tháng 12 dành cho Canh Thìn là vui trong đau khổ. Thời điểm cuối năm có phần bộn bề, nhưng khi ở nhà nghỉ dưỡng, bạn thường giúp người lớn tuổi dọn dẹp nhà cửa. Dù đôi khi khá là bận rộn và mệt mỏi, nhưng bạn có thể tận dụng cơ hội này để gần gũi hơn với gia đình của mình. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Canh Thìn 2000 năm mạng trong năm 2022 nhâm dần. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong năm mới 2022 nhâm dần, đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo. Quý vị nhé, còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.